Chào cô chú anh chị, em là nhà đất Minh Thanh Ngàn Dược. Hôm nay em review cho cô chú anh chị một lô đất mặt tiền đường 826 nha cô chú chị. 826, cái hướng trước tay em đây là cái hướng này về chợ Bình Chánh nha cô chú anh chị. Còn cái hướng bên tay phải của em đây, bên tay phải của em đây là cái hướng này, hướng mình về thị trấn Ngàn Đước nha cô chú anh chị. Đây là cái đường vào miếng đất của mình, rất là rộng rãi luôn cô chú anh chị, là nó đường vào của mình xe hơi luôn nha. Cái lô đất của mình nó nằm sau phía sau đó nha cô chú anh chị. Cái vạc này là nó đã bị lộ giới hết luôn rồi cô chú anh chị nha. Nó mà mở được một cái thì mình sẽ lòi ra cái lô của mình phía sau, là trên sổ của mình là cái lô đất hàng cây này là nó bị lộ giới hết luôn rồi. Rồi cô chú anh chị cùng theo chân em để vào tham quan cái lô đất nha. Cái lô đất này nó có bề ngang là 6, dài 45, tổng diện tích nó là 266 mét vuông cô chú anh chị, full thổ cư hết luôn. Rất là rộng rãi, một cái đất rất là lớn luôn cô chú anh chị. Thì cái miếng đất này rất thích hợp cho mình về mình cất một cái nhà vườn nghỉ dưỡng hay là cất một cái xưởng cũng được nha cô chú anh chị nha. Đây cái lô đất của mình đây thì nó sẽ nằm cặp với lại cột này, thì do lâu ngày ông anh nó không có về cô chú anh chị thì cỏ nó hơi nhiều, thì em sẽ quay chi tiết cho cô chú anh chị sẽ xem cái lô đất này. Thì từ cái vị trí ngay tay em này cô chú anh chị, thì từ cái vị trí ngay tay của em đây là từ ngay cái danh ngay cột này thì nó qua tới bên kia là bề ngang nó 6 nha cô chú anh chị. Đây, nó sẽ qua cái cọc sắt bên đây là 6. Đây nó qua cái cọc sắt ngay tay của em chỉ đây là bề ngang 6, dài hết đất là 45 mét nha cô chú anh chị, tổng diện tích là 266 mét vuông, full thổ đất, full thổ cư luôn, đất full thổ tư cư mặt tiền đường 826. Thì ông anh cũng gửi lời chào bán với mức giá là 15 triệu mét nha cô chú anh chị, 15 triệu mét mình còn thương lượng nha, chúc lộc cho cô chú anh chị nha. Rồi cô chú anh chị em cùng theo chân em để mình đi xuống cái danh cuối cùng của miếng đất này, thì nó sẽ cặp cái danh cột đỏ đỏ này nè cô chú anh chị, tại cây cỏ nó hơi nhiều quá. Nếu cô chú anh chị nào mà có thiện chí về miếng đất này á thì cô chú anh chị alo em rồi em dẫn cô chú anh chị đi xem đất nha. Thì từ ngay vị trí của miếng đất này nó về chợ Long Hòa, ngay khu Long Hòa á cô chú anh chị, chợ Kiến á, thì nó tầm khoảng 2 km thôi nha cô chú anh chị đó. Nói chung là cái nền đất này nó cũng cao ráo nha cô chú anh chị, từ ngay cột danh đỏ đỏ này là ngay cái danh miếng đất mình á. Thì ở đây là đất nhà dân của mình, thì phía sau này á nó có một cái ao, nó còn có cái ao chưa có săn lấp nha cô chú anh chị, nó cũng nằm trong đất của mình luôn. Thì em sẽ quay hết tới cái cọc cuối cùng cho cô chú chị được xem. Thì ngay đây nè cô chú anh chị, ngay đây sẽ là ngay cái danh của mình nè. Đây nó từ ngay cọc này luôn nè cô chú anh chị, từ ngay cọc này thì nó qua cọc ngay cái tấm bảng kia đó, nó sẽ qua cái ngay cọc này nè cô chú anh chị. Để em đi xuống cho cô chú anh chị xem tham khảo nha. Đây nó sẽ từ ngay cột danh này nè cô chú anh chị, ngay cột danh ở đây rồi qua cái cột đỏ bên kia là ngay cái danh mình, bề ngang dẫn là 6 luôn nha cô chú anh chị. Nó chạy dài là 45 mét luôn, một miếng đất full thổ cư rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thì rất thích hợp cho mình mua miếng đất này mình làm một cái nhà vườn hay là mình làm một cái kho xưởng vẫn ok đó nha cô chú anh chị nha. Thì em cũng xin nhắc lại cái diện tích đất này cho cô chú anh chị rõ luôn. Cái miếng đất này nó có là bề ngang 6, dài 45, tổng diện tích nó 266 mét vuông. Thì full thổ cư, mặt tiền đường 826. Nếu cô chú anh chị nào có thiện chí thì cô chú anh chị alo em, thì miếng đất này ông anh ổng gửi lại với cái mức giá bán là 15 triệu một mét nha cô chú anh chị. 15 triệu một mét còn thương lượng chút lọc. Nếu cô chú anh chị nào có thiện chí thì alo em, số điện thoại đường link phía dưới để em dẫn cho cô chú anh chị tham khảo diện miếng đất nè. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em. Và nếu cô chú anh chị nào thích cái video này thì cho em một cái like, một cái đăng ký để em có động lực em làm nhiều video khác nè. Rồi cô chú anh chị theo chân em nha. Cái cột đỏ đỏ này là cái danh của mình đó nha cô chú anh chị, nghe cái danh của mình, tại bên này người ta cũng săn lấp nó cao ráo rồi. Thì đây là trước mặt của mình đây nè, đó là đường 826 đó cô chú anh chị, rất là gần. Miếng đất này nó mặt tiền đường 826 luôn. Rồi cô chú anh chị cùng em dòm lại cái mặt mặt tiền của miếng đất này. Rồi
Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em. Và cô chú anh chị nào có thích cái video này thì cho em một cái like, một cái đăng ký để mà có động lực em làm nhiều video khác nha. Rồi cô chú anh chị nếu mà chưa đăng ký thì đăng ký kênh của em, nhấn đăng ký kênh của em để nhận nhiều cái video mới của em mỗi ngày nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.